lộn rồi, Tiết Nghi là con mèo của Võ Tắc Thiên. Quên, ta cứ tưởng ta là Võ Tắc Thiên, không phải, ta là Hoàng Dung. Gọi lại, Phù Nhi, Phù Nhi. Đứng kế bên kêu chi hoài vậy? Ôi, Phù Mỏ. Con đây sao? Con nè. Trời ơi, Phù Nhi ơi, Phù Nhi ơi, nói con đừng buồn nghe con. Bây giờ dòm con không phải là phù mỏ nữa rồi mà là phù thủng đó con à. Đó, mẹ cứ nói xấu con hoài à. Tại vì tình yêu đã chấp cánh bay xa cho nên con già trước tuổi. Trời ơi, con ơi, mẹ với con đi chế nhau ra đường bây giờ người ta cứ tưởng con là bà nội bà ngoại của mẹ không đó. Tại mẹ đó. Sao vậy? Tại sao lại tại mẹ? Mẹ sanh con ra làm chi? Trời ơi, không biết tuổi con hả? Bộ mẹ không tin con 16 tuổi sao? Mẹ nhớ rồi, con gái của mẹ 16 tuổi. Mẹ nhớ chứ làm sao mẹ quên được. Mẹ tin lắm con à. Mẹ tin con 16 tuổi mỗi khi mà trời tối thôi con. Người ta hay nói trong bóng đêm nhà lá cũng như nhà tranh đó con. Cứ tắt đèn đi là con thành giai nhân liền. Là con hung dữ cỡ nào mà bây giờ con đang đói nè, con dễ giết người lắm đó. Bây giờ cho ăn không? Rồi được rồi, bây giờ muốn vào cái hội quán này phải không? Dạ. Mẹ nói cho con biết, cái tửu lâu này nó dễ sợ lắm, đặc biệt là những cái con người bên trong đó nó không có ai tỉnh táo được con à. Là bố điên hết trơn hả? Trời ơi con ơi, con nói điên tội nghiệp người ta con, người ta chỉ bị khùng. Thành ra bây giờ con vào trong đó con cần có một số kỹ năng cần thiết, con mới có thể chống chọi lại với quân thù. Vậy hả? Ừ. Tại đi ăn thôi mà sao mà cực dữ vậy? Đúng, đây. Nhìn đi, con biết là gì không? Cái này hình như đã cẩu bổng mà. Nói vậy, cái ống nước này con. Đã cẩu bổng mẹ mang đi bánh chó gãy rồi. À vậy hả? Đây thiệt ra chỉ là cái ống nước thôi, mẹ sơn màu vàng để cho nó lộng lẫy một chút. Này, mẹ trao lại cho con. Để làm gì? Mang vô trong đó, đối địch với quân thù. Nếu nào mà loạn quạng, con thục cho mẹ, thấy không? Con thục cho mẹ, thấy không? Đây là buổi trưa, thời tiết nóng bực. Thời tiết nóng bực. Ủa, nhìn nó sai sai gì phải không nóng con? Bức, à, nóng bức, sao là nóng thời vậy? Thời tiết nóng bức. Đó, mẹ lộn. Bây lên giờ, chưa? Vào trong hội quán Tiếu Lâm, chuẩn bị ăn trưa. Mời. Mời con. Mở cửa ra chịu vô mà lãng hoài. Chúc con bình an với cái buổi trưa này con nhé. Hôm nay muốn ăn gì? Hôm nay muốn ăn gì? Những cái quán có bà thiệt là kỳ quá đi. Trời ơi, ủa cái này là như công viên hả vậy mà? Cái đu không à? Muốn bán gì đâu? Ý! Ý! Gì vậy? Mình đột nghỉ quá à. Nhận ra nhau không? Dẫn ra nhau không? Nhận sao được? Nhận ra nhau không? Đây ăn mài hả? Mày rồi! Cái gì? Hân hạnh giới thiệu! Tôi! Hai chút xíu ở đây! Hai là nhị, chút xíu là tiểu, tiểu nhị ở cái quán này! À! Có nghĩa là tiểu nhị đó chứ gì à? À! Hiểu rồi! Đồ ăn đâu có món gì kể nghe coi! Quách thù đúng không? Đúng rồi! Quách thù đúng không? Ta đây! Quách thù đúng rồi! Đúng rồi! Sao già quá vậy? Nè! Ui dạ! Cô nè! Ngươi bây giờ nè! Không phải! Không phải! Dạ! Kệ ta! Không phải! Chờ hai chút xíu! Xin lỗi! Vô quán mừng quá! Quán hồi sáng giờ ế quá! Quách thù tới ủng hộ! Hay ghê! Ủa, đúng mẹ là gầm tháng 7 mà! Làm gì quá trời! Nói ta là không phải, sao nói là không phải, nói là quách phù là võ công cao cường, có thể đi bay đi mấy gì gió dập nhiều vậy. Đúng đó rồi, đúng rồi. Giới thiệu nha, quách phù là hội quán Tiếu Lâm này á là của cô Lâm của Dương Quá làm ra đó. À, bởi vậy phải trang trí đề con vậy đó. Quách phù ngồi chơi, ngồi trên đá, ngồi trên dây được không? Ngồi chơi quách phù lên, ngồi tự anh phục vụ. Quách phù lên, mời lên ghế ngồi. Trời ơi, lên ghế ngồi. Ngồi đây hả? Có được không? Đây được. Ta đu dây gì đó hả? Trời ơi, không được đâu. Cũng đổ hồi với bách thù đó luôn. Không phải, nó không hợp với dáng ta. Được mà, thấy dễ thương quá. Nhìn nhanh với nhạch đúng không? Giống con bé Hoàng Thăng Trắng kìa. Quán hân hạnh phục vụ bách thù.
những món cao lương không à, ngũ quả chấm bồ tạc. Trời ơi, món này lạ à nha. Hamburger chấm mắm tôm. Bách phụ, ăn đi, ăn món nào? Ta thấy không món nào ta ăn được. Thưởng thức đi. Cái này ăn bằng cái gì, đũa đâu? Bóc bán. Trời ơi, hồi xưa là bóc không à. Trời ơi, cái mùi này mà bóc sao chịu nổi. Vậy bách phụ muốn ăn không? Không. Không ăn hả? Không. Ngon mà, thử một miếng thôi. Trời ơi, vô quán ta có bụng mà ăn cái gì trời. Trời ơi, hay quá vậy, ăn được thật thường luôn hả? Được. Ngon quá, bách phụ là can đảm. Bách phụ, bách phụ cô nương. Nói. Nghe bách phụ cô nương võ công cao cường lắm. Đúng. Bữa nay vô tình gặp mặt ở đây, bách phụ cô nương có thể biểu diễn được vài chiêu võ cho hai chút xíu này coi được không? Chuyện nhỏ, ta sợ nhà ngươi gãy xương thôi. Vô liền. Trời ơi. Hồi cái này là báo dập nha. Hồi nãy đây nha. Bây giờ vậy nè, bách phụ phải múa nhưng mà theo điệu nhạc rất khó được không? Phải chuyện võ công cao cường mà. Chuyện nhỏ nè. Vô. 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 Sung quá. Giỏi gì vậy ta? Vô. Cái đầu nè. Tà quyền. Tà quyền. Tà quyền luôn. Tà quyền. Tà quyền. Hổ quyền. Thôi. Không có hổ xài gì hết trơn. Trời nó bụng quá rồi nè. Mệt quá à. Mệt quá thì mệt. Thôi ăn cái gì đi. Phải ăn cái này đi. Thôi. Ăn đi, ăn đi. Chứ bây giờ còn món này hụt vụ thôi à. Trời ơi, cái gì chêm nhẹp vậy? Cái món này lạ quá. Ăn đi, ăn đâu. Ở đây vui lắm. Hay là uống rượu cũng được nữa. Có thù uống rượu nha. Đây nè, uống rượu thiệt nè. Ê trời ơi, ta chưa ăn gì trên biểu tú uống rượu mà ta phun ra sao được. Có thù hay là cao thủ quá đi. Tính đùa với ta hả? Bây giờ có dọn đồ ăn không thì bảo. Ok. Ok. Im lặng. Dì Long về. Im lặng. Cả cái thế giới này ai cũng kêu ta là cô Long hết. Mà hễ ta gặp nhà ngươi kêu ta là dì Long là sao vậy? Kêu đúng thôi chứ. Bây giờ là mẹ con với lại dì là hai chị em ruột, phải kêu bằng dì Long chứ sao? Mình cũng Long già rồi thì phải biết, phải biết thân mình đi. Dễ hiểu dì Long là đúng rồi. Ai mà lèm bèm quá vậy? Một người khách quý tới. Một người khách quý tới. Khách quý hả? Tới quán mình. Vậy hả? Họ Quách. Quách hả? Tránh ra. Ôi, Quách Thành Giang. Bậy ơi, bậy rồi dì Long. Bậy rồi, bậy rồi. Nhìn sao vậy Quách Thành Giang? Người này vạm vỡ tướng to cao. Quách Thành Giang gì? Tránh ra. Nữa hả? Đúng rồi, Quách Thành Giang nhỏ con lắm. Người này rất vạm vỡ và to con. Ôi, ta nhớ rồi. Quách Ngọc Hoa. Bậy hoài vậy. Chứ sao? Bậy. Tôi là phụ nữ mà. Tôi là gái mà. Nhìn hình đón chữ đi. Quách gì? Quách gì? Trời ơi. Đó. Thân hình vạm vỡ. Phù phù đó. Nhưng mà là Quách gái gì? Ta Quách... biết rồi. Quách Quèn. Cái gì đây vậy trời? Ủa cũng không đúng nữa hả? Đúng rồi, Quách Quèn nó dám mà. Dì Long. Sao gì tào lao rồi dì Long? Mẹ ta nói rõ ràng là đúng. Không có sai chút xíu nào trơn. Cái quán này bị điên hết trơn trọi rồi. Bình tĩnh. Nghĩ sao mà nói tôi là Quách Què trời. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hả? Nghĩ sao? Bình tĩnh, bình tĩnh. Thấy phù phù. Dung nhan này, thân thể này, sao? Họ Quách, ta nhớ rồi. Quách Phù. Tỷ ơi, tỷ. Tỷ hả? Em nhận chặt nhau rồi. Sao lại cùng nhau vậy? Ngươi là kẻ thù không đội trời chung với ta. Quách Phù tỷ, nhiều đêm muội có tự hỏi lòng mình, chẳng hiểu tại sao giữa muội và tỷ có thù oán gì với nhau, mà tại sao tỷ lại nỡ lòng nào đem nhốt quá nhi của muội? Mà nếu như tỷ có nhốt quá nhi của muội rồi, tại vì tỷ còn nhốt luôn con chim của quá nhi. Trời ơi, bà phù thì ác quá, phù thì ác. Tỷ nhốt quá nhi ở đâu tỷ nói cho muội nghe đi, muội đi chuột về cho. Quá nhi thì ta nhốt, còn con chim của quá nhi là mẹ ta nhốt, không phải ta. Trời ơi. Trời ơi, sao mẹ của tỷ ác quá vậy? Tỷ ơi, tỷ ơi, tỷ làm ơn tỷ trả quá nhi lại cho con đâu. Con đâu? Không. Mẹ ơi. Trời ơi,
ai vậy? Ai mà đội nguyên cái lông trên người vậy? Cô không hiểu và không nhận ra ta sao? Người lông à? Ta tới đây để nói cho các người biết, chuyện đầu độc tiểu nhị không có liên quan tới Quách Phù. Có, hồi nãy khung vụ độc, bây giờ đau bụng quá chừng đúng nè rồi. Bây giờ nhức đầu luôn. Ở cái quán này chỉ có một mình tôi với lại cái ông này ở đây thôi. Thử hỏi, khi đến đây Quách Phù có mang rượu độc đi không hả? Hồi nãy bà vô trước tôi đâu biết. À có nè. Hồi nãy mang theo cái gì nè? Trời ơi! Cái gì? Người đã ở với Quá Nhi bao nhiêu năm? Quá Nhi là người võ công thâm hậu. Không lẽ cái đôi tay này là của Quá Nhi sao? Nếu quả thật đôi tay này là của Quá Nhi, người quên Quá Nhi cũng được rồi. Tay này là tay phụ nữ mà. Cái tay này á là bà để ở trong tiệm. Rảnh rỗi, bà chỉ cho học trò làm móng thôi. Làm neo hả? Bà Quách Phù bỏ đi làm neo hả? Bây giờ không còn đấu tranh với các môn phái nữa. Cô ấy đã quyết định rồi. Từ nay trở đi trở thành người lương thiện, làm neo kiếm sống. Nhưng mà ông là ai? Ông là ai vậy? Tôi không cần ai? Biết tôi là ai. Không cần biết tôi từ đâu. Trời ơi, vậy là cuối cùng là ông là từ đâu? Không cần biết. Trời ơi, nhưng mà đâu cũng chị... là quái kia của người ta đâu. Người không đầu độc tiểu nhị, người không bắt nhốt con chim của Quá Nhi, tại sao đứng đây cho người ta hành hạ? Đi theo ta, ta sẽ đưa cho bí kíp. Ta sẽ cho người... Cho gì? Cho mượn con chim trả lại cho nó. Ê, trời ơi, nói vậy là đi thiệt hả? Là Quá Nhi của ta đâu? Phù Nhi của ta đâu? Phù Nhi ơi, vô đây Phù Nhi ơi, Phù Nhi ơi. Mẹ đi đâu vậy? Trời. Để ta hiếp con kìa. Trời ơi, đây là mẹ của tỷ đó hả? Mẹ đó. Mẹ đó, nó. Sao ta... mẹ mà có gương mặt của người cha vậy? Con ơi, ta đang ở đảo Đào Hoa, nghe tin rằng con bị nàng ở cái quán này. Ta vội vàng, ta tức tóc, ta bay tới đây để giải cứu cho con nè. Trời ơi, chậm quá à. Cũng may là có người khách đó. Không cần biết ta là ai. Ủa ông đó là ai cũng không biết luôn. Cho xin nói lại được không? Cái gì vậy? Nãy mọi người đang thắc mắc không biết tên ta là gì chứ gì. Đúng rồi. Ta là Kiều Phong. Kiều Phong là sao? Đi ra ngoài kia người ta mới nhắc nhớ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì chúng ta mới biết được rằng đây chính là đại hiệp Kiều Phong nè. Vô giải cứu cho Quách Phù, dạ là con gái của em, dạ. Cảm ơn Kiều Phong, cảm ơn hai nhân vật trong cái quán này, đó là Tiểu Nhị phải không? Hai chút xíu, dạ. Gì Long? Cô Long, anh nói gì Long kỳ quá. Nó ăn hơi thì kêu... Anh ơi luôn là sao? Trời ơi! Một lần nữa, chúc quý vị khán giả, chúng ta cùng dành cho các nghệ sĩ của chúng ta một tràng pháo tay, nghệ sĩ Kim Phương. Trong vai Quách Phù, danh hài Hoài Linh trong vai Kiều Phong, Ngọc Lan trong vai Cô Long và Hứa Minh Đạt trong vai Tiểu Nhị. Và bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với hội quán Tiếu Lâm của chúng ta. Bây giờ thì trời đã đổ về chiều, hơi ngã sang tối rồi. Không biết là còn vị thực khách nào dám đủ can đảm và bản lĩnh vào cái quán của chúng ta hay không? Xin mời bà chủ quán nè, xin mời Tiểu Nhị chuẩn bị cho cái quán của ta thật là khang trang, thật là lộng lẫy để tiếp tục chào đón vị khách đến với hội quán vào buổi chiều tối. Chuẩn bị thôi.
thương đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đãi các cao sang lụa là gấm hoa vàng son. Anh không đi tìm người yêu đổi trắng thay đen. Anh không đi tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, lầu cao xe cát em ơi có gì mà luôn vững bền. Em ơi anh tìm người yêu chung thủy, anh tìm người yêu trong mơ, dẫu nghèo nguyện không đổi lòng. Em ơi biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu và cao xa, vì anh nghèo đâu dám mơ. Em ơi anh tìm người yêu không ước mơ cao. Em ơi anh tìm người yêu thương mãi tranh siêu. Mãi đây cho dù đường đời góc bế chân trời, cuộc đời bão táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Long Nhật xin thân ái kính chào. Ôi da, ôi da. Ai mà hết hồn hết vía rồi á. Ta đang chào, ta đang cảm ơn khán giả vô duyên vô nợ nè. Long Nhật xin cảm ơn quý vị. Một con quà đen bất ngờ xuất hiện. Thôi kệ nó đi. Xin cảm ơn quý vị. Ôi cha, ôi cha trời, ai rửa? Không phải quà mà là người ta. Ông ra đây có việc chi? Tìm ai mà gương mặt có vẻ căng thẳng như rửa? Ta tìm cái đứa nào vừa mới hát đó. Có việc chi? Tìm để làm chi? Chém hắn. À trời, chém mà rửa thì nó chạy về phía bên kia rồi. Nó chạy về phía bên kia rồi. Đi tìm nó đi, đi tìm nó đi. Ta đang rất là giận. Giận ba lần sần sần. Giận ba lần sần sần. Đi tìm nó đi. Đem vài người nữa. Đi chỗ khác đi. Cái giọng này quen lắm. Cái giọng này quen lắm. Hình như cái giọng này vừa mới cất tiếng hát hồi nãy đúng chưa? Anh tha tội cho em. Vì đó là em chính hẳn đây đi. Nhưng mà vì răng mà chém em hạt hay mà anh. Hay mà buồn quá. Không phải buồn. Cái quán người ta chiều tối tới nơi rồi, người ta cần một cái gì đó sôi nổi, nó rần rần lên. Mà ông nghĩ làm sao ông hát cái bài buồn quá, làm sao khách khứa ta đổ vô được? Không hiểu gì cả. Buổi sáng bình minh lọ vàng thì người ta mới cần nhạc vui nhạc nhảy. Còn chiều ta xuống rồi, một màu tím hoàng hôn thủy chung như ri. Mà không chiều nữa thì chiều thì chi? Đúng rồi, tôi đó, tôi hát bài nữa, bài thủy chúng đó. Nói nghe cái bài đó để dành hát lúc nửa đêm về sáng, người ta dễ ngủ. Bây giờ vô quán ăn người ta, tôi cần một cái bài nào đó vui. Có bài nào vui không? Hát thử tôi nghe. Có luôn. Hát liền. Không những vui, mà vừa vui vừa cười. Nghe nè. Cười lên đi cho răng vàng sáng chói. Hát lên đi cho răng vàng sáng chói. Cười lên đi cho sáng chói răng vàng. Tít, câu khác. Em ơi hãy cười lên đi cho răng vàng sáng chói. Và hát nữa lên đi cho sáng chói răng vàng. Cười lên đi cho sáng chói răng vàng. Em hãy cười lên đi cho răng vàng sáng chói. Và hát nữa lên đi cho sáng chói cả hàm răng. Cười lên đi cho răng vàng sáng chói. Và hát nữa lên đi cho sáng chói răng vàng. Cười lên đi cho răng vàng sáng chói. Thôi, ngừng, cắt, không có cười. Tôi thấy không có gì vui đâu mà cười hết trơn trọi á. Cái bài gì đâu mà 800 chữ hát có một nội dung cái răng vàng thôi vậy đó hả? Bây giờ phải làm răng. Cái bài khác, cái bài này đơn điệu quá, bài nào nó phong phú lên, nó nhiều lên. À, một màu răng vàng không chiều đồng không? Bây giờ nhiều màu luôn. Tango, ông nhảy tango thì hạt cho. Bắt đầu. 2, 3. Vàng vàng xanh xanh tim tim. Vàng xanh xanh tim tim xanh. Xanh tim xanh vàng tim xanh. Vàng xanh vàng xanh vàng tim. Thôi. Ông nói cái bài gì là phong phú rồi đó hả? À. Trời ơi, cũng có ba màu vàng xanh tím, có gì khác nhau đâu.
Rồi thì bây giờ làm răng đoại bùng quả rồi đấy nè. Hạt khoai hạt mại đấy nè. Đó, ông hát cái này vô là chủ quán người ta lấy chỗ người ta quét ông ra đó. Đó, nhưng mà tôi báo cho ông biết nha, cái quán này là cái hội quán Tiếu Lâm. Những cái nhân vật trong cái hội quán này dễ sợ lắm, ghê gớm lắm. Bây giờ phải làm răng. Đây, trước tiên tôi sẽ trao cho ông thanh kiếm nhật. Đúng rồi. Nhưng mà bá là răng đi. Để tôi về tôi hỏi cái thằng sản xuất rồi trả lời cho ông sao nghe. À. Bây giờ như vậy, với cái trang phục như thế này, chắc chắn rằng ông bước vào đó, ông sẽ bị họ làm gỏi ông mất thôi. Theo ta sẽ dắt ông đi thay đổi hình tướng để ông có thể hòa nhập được với cái hội quán khủng khiếp này. Lên đường! Yeah! Sao vậy? Hôm nay có tới... Có tới hai tráng sĩ đến với hội quán của chúng tôi. Hai bạn là ai? Em nghĩ chắc em là tướng lĩnh hay là cái gì đó. Còn bên đây thì sao? Vua mà bị cận thị á. Kệ ta, vua cũng có tật được vậy. Ủa, vua không có tiền đi mổ mắt hả? Hả? Thích vua vậy anh? Vua thích em ăn kiếm. Ủa, mới nghe là sao vua môi thâm dữ vậy? Chắc nãy ăn trái chăm á, nó bị thâm. Ăn trái chăm cho nên nó bị thâm. Thiệt ra tôi cũng chưa biết hai bạn là nhân vật nào khi đến với cái hội quán Tiếu Lâm này. Tất cả mọi cái nó còn nằm đằng sau cánh cửa của chúng ta. Hy vọng rằng khi hai bạn bước vào hội quán của chúng tôi thì hai bạn sẽ được thưởng thức những món ăn ngon cũng như là sẽ có được nhiều điều bất ngờ thú vị. Là món ăn bất ngờ chứ hai? Không biết, không có nói trước được. Thường là bản thân tôi cũng chưa biết đâu, vào trong đó đi rồi lúc đó mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nào xin mời hai tráng sĩ quay mặt lại và hội quán Tiếu Lâm mở cửa ra nào. Chào mừng hai vị sơn thần quỷ quái đến đất nước xa xôi của xứ sở xa lắc. Ai là sơn thần, ai là quỷ quái? Hả? Đây chắc là sơn thần, đây chắc là quỷ quái. Cảm ơn hai người đã tới dự cuộc thi tuyển phò mã để lấy được công chúa con gái của ta. Hai người phải trải qua một cuộc thi. Đề thi sẽ do hoàng hậu. Hoàng thượng, hoàng hậu nãy ăn thanh long còn dính với hậu thanh long trên. Không, đây là người riêng của hoàng hậu của ta một, đó. Một rùi cặp đó. Là đứa con này à. Tưởng đâu ăn thanh long bị dính. Thôi được rồi. Như hoàng thượng đã ban chiếu chỉ cuộc thi tuyển phò mã, thì nếu như các khanh vượt qua được cuộc thi, các khanh sẽ được hoàng thượng cho làm thái giám. Cái gì? Phò mã? Lộn, văn này của ông mà ông kêu tôi nói đi. Trời đất ơi, động. Nếu như các khanh vượt qua được cuộc thi, thì các khanh sẽ được hoàng thượng gả công chúa cho. Các khanh đã sẵn sàng chứ? Hoàng thượng cho thấy mặt công chúa trước được không? Đúng rồi. Thi đi rồi dắt công chúa ra. Ta đẹp vậy thì dĩ nhiên con ta phải đẹp hơn rồi. Lỡ xấu khỏi thi khỏi mất công. Nên nhưng mà yên tâm, công chúa đẹp hơn hoàng hậu nhiều. Thầy bây đi. Giờ cái gì? Chứ lỡ xấu em lấy thì sao giờ? Thầy công chúa đẹp đi. Người ta xấu nhưng mà người ta giàu. Thôi. Cụm và bẩm hoàng hậu. Có khách rồi. Dạ con xin phép đi vào. Đứng lại. Đi. Trong cung của ta mà nhà ngươi muốn đi đâu là đi hả? Đâu phải cái chợ. Không có phép tắc gì hết. Ôi, ra đây thi đi. Mình thi á là mình phải vô đây, mình phải giữ đúng phép tắc, không được đi tới đi lui. Đức vua hoàng hậu la đó. Đi qua kia đứng đi. Đứng chỗ đó thì cũng được vậy. Mày tới đứng đây tao dòm được rồi nè. Ta sẽ đọc thể lệ cuộc thi. Và dĩ nhiên cuộc thi nó sẽ có nhiều vòng. Và đây là vòng thứ nhất. Như các khanh cũng đã biết, ông bà ta thường nói: nam thực như hổ, nữ thực như miêu. Và dòng 1 là dòng thử thách cái chuyện ăn uống của các khanh.
Ở đây có hai đĩa thức ăn. Các khanh phải ăn hết hai cái đĩa này. Nếu như người nào mà hoàn thành trước, người đó sẽ được 10 điểm. Người về sau sẽ được 5 điểm. Ta xin được giới thiệu hai món ăn. Món thứ nhất, Ngọc Châu Đẫm Lệ. Món thứ hai là Lòng Lan Dạ Sói. Là sao ăn đi rồi biết. Cuộc thi sẽ được chính thức bắt đầu sau khi ta đếm đến số thứ 3. 1, 2, 3. Nhanh quá hả? Đếm từ từ. Trời ơi, bắt đầu. Ai mà về trước là được 10 điểm nha. Về sau là vô 5 điểm rồi nha. Bay tính hùng với nhau hả? Dạ, chơi đi. Uống nguy hiểm nha. Trời quá. Cái gì vậy? Mày gì vậy? Giờ áo bào nóng bào của ta hết. Còn nghĩ mệt đúng không? Ta là ta biết nhà ngươi không có thích ớt. Biết mà. Để lấy miếng nước cho uống. Nước đâu rồi? Đây, ngươi cần không? Được chưa? Xong chưa? Rau nước mũi à. Chia cho hình 6, 3, 5, 7 đi. Đừng thi nữa. Ai gần chết là ăn hết, không có nhiều. Yêu quá đi. Rồi, gã. Cái gì? Chưa hoàn thành xong cuộc thi. Sau khi đã hoàn thành xong vòng thi thứ nhất, các khanh sẽ đến với vòng thi thứ hai. Đây là vòng thi thử sức mạnh. Chưa nói hết được có mừng. Gặp vua hoàng hậu này nhìn mặt hiền chứ ác lắm. Ở đây ta có hai đồ dở. Lấy ra mình. Nhiệm vụ của các ngươi là sẽ mang vớ vô. Sau đó sẽ dùng ngón chân để tháo vớ ra. Đơn giản nhẹ nhàng thôi. Dễ ợt. Mang vớ vô tay. Vô chân. Vớ là để mang vô chân. Ngoài mang vớ vô tay hết. Mà mang vô tay hết á. Cởi giày ra. Để vô đi. Không, cái gì? Cứ tự mang. Giỡn mặt ha. Mang vô đi. Mang vô. Rồi xong chưa? Lấy tay tháo nè. Ê, lấy ngón chân tháo. Rồi nè, giơ hai chân ra đây nè. Cho người ta coi, người ta thấy nữa chứ. Được chưa? Nè. Rồi. Ngươi để vậy, ngươi gọi. Đâu miễn đâu có hai cái chân thôi, một chân, hai chân nè. Vậy được rồi. Nó trả treo dễ sợ luôn tao ơi. Mày mà lấy được con tao thì mày làm con rể tao đó nha. Chứ không phải làm ông nội tao nha. Rồi. Cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu sau khi ta đếm đến số thứ 3. 1, 2, 3. Bắt đầu. Ai mà chạy trước được 10 điểm. Rồi, 10 điểm. Mới 2 vòng là mới phải 2 vòng thôi. Ai hơn là gã liền đi. Còn nữa con ơi, trời ơi, lấy vợ đâu có dễ. Vợ đẹp nữa. Giờ sao? Có mang dài vô nữa không hay để chân không thi tiếp? Muốn làm sao mà muốn à? Để chân không cho nó mát. Sau khi kết thúc vòng thi số 2 thì tỷ số hiện tại đang là 1-1. Cái gì một điều? Ăn gian hả? Bộ bộ làm vua rồi muốn ăn gian, lúc nào cũng được hả? Ai biết ở chổng kêu một điều thì ngoài đây nó một điều thôi. Ở chổng ai? Thầy dám kêu hả? Thầy dám kêu một điều hả? Bây giờ có thi nữa không? Ở rồi thi. Vòng 3 nha mình. Rồi vòng 3 đi. Cái vậy là một điều rồi hả? Một điều rồi. Ta muốn cho sao ta cho kệ ta. Sau khi kết thúc vòng thi số 2 thì tiếp tục sẽ là vòng thi số 3 chứ không phải là vòng thi số 4. Thì phải theo thứ tự nha. Dạ biết. Ừ. Vòng thi này được mang tên là hỏi nhanh đáp nhanh. Điều kiện đặt ra là mỗi khanh sẽ mỗi người
sẽ cầm một chiếc vòng. Không phải là vòng đeo đâu, không phải cẩm thạch đồ đâu nha, đừng đi tìm. Mà là vòng để lắc. Hiểu không? Nhiệm vụ của các khanh là vừa lắc vòng, vừa lắng nghe câu hỏi của ta đặt ra và phải vừa trả lời một cách rất nhanh, gọn, lẹ. Ai trả lời được nhiều, nhanh, gọn, lẹ thì người đó sẽ được 10 điểm, người về sau sẽ được 5 điểm. Xin nhắc lại tỷ số hiện giờ là 1 điều, 1 điều, 1 điều. Vòng thi sẽ được bắt đầu sau khi ta đếm xong tiếng thứ 3. 1 3. Anh nhớ 3, đang thi nhớ 3. 2 3. Lắc đi con. Hỏi, đàn ông con và con trai khác nhau chỗ nào? Là một người là con trai, người là đàn ông. Sai rồi, con đàn ông nghỉ trên cây, con trai dưới nước. Đàn ông á, đàn ông á, nguyên một đàn ông vậy nè. Còn con trai tại sao dưới nước là hiểu rồi đúng không? Đúng không? Khỏi đừng giải thích nha. Quay con. Trò gì đàn ông ơi? Thôi nó lớn rồi cho nó thua đại nha, con vua là gã đi. Mày im đi, chút tới mày giờ. Rồi, quay đi. Trò gì càng chơi càng ra nước? Quay. Trò gì càng chơi càng ra nước? Quay đây. Mày lắc đi chứ mày đừng có quay như vậy. Thế nào? Trò gì? Quay. Mày đi mà tao mệt quá. Rồi, mất rồi. Trò gì đúng khó vậy? Chơi cờ. Đúng rồi. Đánh cờ ra nước, cờ đó. Câu hỏi số 3. Quần nào rộng nhất? Quay con. Quần nào rộng nhất? Biết. Quần nào? Mày biết quần nào rộng nhất không? Biết. Quần gì? Quần chúng nhân dân. Hay quá con ơi. Dân ông vua. Nhưng mà cái câu đó của hôm này chứ không phải con. Vua ơi, nghi quá, mua đề trước rồi. Con số 4. Vua. Gọi hoàng hậu bằng gì? Bằng gì? Để lên. Gọi bằng cái miệng. Ông mày. Gọi bằng cái miệng chứ lẽ gọi bằng cái lỗ mũi. Bằng miệng hả? Trời. Hay quá, đúng rồi một câu. Câu 5. Hay quá nè. Gì? Bệnh gì phải bó tay? Quay lên. Bệnh gì thằng đi bó tay? À, chưa không được, phải bó tay. Bệnh năng y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bệnh hết giờ. 2. Hết giờ. Bệnh gãy tay thì thần đi phải bó tay. Trời, cái này là miếng nè, miếng mà. Nè, đất nước của ta, tất cả con người và tất cả mọi chuyện nó đều đơn giản. Ủa, được rồi, người đứng nghĩ lại đi. Mọi chuyện đơn giản thôi, đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp. Rồi. Đứng đây. Tới Khanh, đứng lên. Nãy cho ăn cái gì sao giờ đang muốn đau tử ghê luôn, cái việc ác ghê. Dạ, con gái mà mệt quá. Chưa? Rồi, hỏi đi rồi quay. Câu hỏi đầu tiên. Cái gì? Nắm không được, chặt cũng không được. Quay nha. Cái gì nắm không được, chặt cũng không được? Câu trả lời là không biết. Rồi, sai rồi, khỏi quay nữa. Là nước. Trong tất cả các loài động vật có vũ, con nào không có nhảy được? Quay. Ê, lắc. Con cái nhồi, cái heo gì đó. Lắc bụng. Lắc bụng không biết. Không lắc bụng là không được tính câu này rồi, thua. Rồi. Bây giờ trả lời không? Hả? Trả lời. Trong tất cả các loài động vật có vú, con nào không có nhảy được? Quay, con voi. Đúng rồi, hay quá, chúc mừng. Câu hỏi thứ 3. Cái gì càng tức người ta càng biết? Quay. Bí mật hả? Phải bí mật không? Không. Bí mật tức trả lời mất tiêu luôn á. Quay. Càng tức càng biết hả? Càng tức càng biết. Tao đếm nha. 1, 2, 3, hết giờ. Gì? Cất, trả lời đi Hoàng Hậu. Cất nhà. Rồi, tiếp tục Hoàng Hậu. Cất cái nhà chà ba lửa là người ta phải biết rồi. Thấy không? Bắt đầu. Sai nha. Câu kế tiếp. Thôi, mệt, không hỏi nữa. Thôi, thích hỏi nữa đi. Thôi, thích hỏi đi. Hỏi nữa mới thắng được chứ. Hỏi gì hoài sao biết. Điều nha. Gì điều? Đúng rồi. Quê. Vua trả ghế này vua. Cái gì kỳ cục vậy? Qua đây. Hai Khanh đứng ở đó. Trời ơi, lạ quá. Khang Tiến rồi, về đi cho đỡ Khang Tiến, mệt rồi. Truyền cho đời công chúa gặp con.
đâu, anh về đó. Đã lòng nhà biết tao đâu mày. Chào Hoàng Thượng. Dạ con xin chào Hoàng Thượng. Bà lễ, bà lễ. Thiếp xin chào hai chàng tráng sĩ vạm vỡ. Mình anh à, không cần chào người kia. À, thiếp nghe nói là ở đây có hai chàng Sơn Thần và Thủy Quái. Không biết ai là Sơn Thần, ai là Thủy Quái? À, công chúa lầm rồi. Sơn Quái và Thủy Thần. Đây là Thủy Thần, Sơn Quái. Chẳng hay một trong hai ngài ai muốn lấy công chúa? Đương nhiên là ta. À, vậy hai chàng có mang sính lễ gì tới đây để lấy công chúa hay không? Kể cho ta nghe thử xem nè. À, có. Có không? Có chứ. Đâu nói kể ra coi. À, thể hiện tài năng xem nào. Người nào vừa nhảy cái điệu múa nào mà ta có thể cười ha ha ha. Nói chung là ta trong cung này không bao giờ được cười cái kiểu sảng khoái đó. Nếu mà có ai làm cho ta cười được đừng như vậy, mày ơi, thì đi ra đi. Ta sẽ đồng ý. Chuyện này quá dễ. À, Sơn Thần thì trước kìa. Thì trước đi cưng. Cười đi con chúa cười ha. Trời ơi cái thằng này. Nó khùng hả? Cười. Cười. Mày cười cái đi cho nó đừng nhảy nữa, tao nhức đầu quá. Cười, cười đi, cười đi. Rớt con con nãy vậy. Cười, cười đi. Cười đi. Ta hỏi lại một lần nữa, trong hai người, ai là người cương quyết muốn lấy công chúa nhất? Dạ con. Con điên, con điên kia. Nãy giờ tao mệt quá. Tao lùng bùng lỗ tai, tao qua mắt tao không để. Mày có khùng không? Mày đi vô kêu công chúa ra đây coi. Xin lỗi hai chàng. Ngựa ngựa không hà. Nó nô tì mà nó làm như nó công chúa vậy đó. Ê, gác lấy đồ công chúa. Nô tì hả? Ờ. Hỏi đi, hỏi này không lấy công chúa đi, lấy nô tì cũng được. Mà lấy được. Thưa phụ thân, vậy thưa phụ mẫu, mới ngủ giọng ca kêu làm gì mệt quá. Đang ngủ giọng mệt muốn chết luôn. Tự nhiên kêu qua đây để cho ta ngủ giọng giác mặt ở đây chi. Mệt muốn chết luôn à. Ôi con, mà con cái cưng. Bình tĩnh con, đừng có giận. Mình giận. Đàn bà con gái nói chuyện nhỏ nhẹ thôi con. Bữa nay là... Không biết rồi. Bữa nay là có người tới cưới con về làm vợ đúng không? Đúng rồi. Bởi vậy con gan kết thai con nội ở đâu rồi? Đâu rồi? Con ở đâu rồi? Con ở đâu rồi? Đây nè, đây nè, con Quê! Đây, đây, đây. Nè. Chào Hoàng Thương. Chào Hoàng Thương.